Lối xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh. Hiện tại thì mình đang có mặt ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để giới thiệu với tất cả mọi người một trong những vị trí mảnh đất hai mặt tiền. Một mặt tiền đan và một mặt tiền sông Mãn Thé. Và những ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất này thì hãy liên hệ ngay số hotline cũng như là nhận về hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai cầm cố ký gửi nhà đất Trà Vinh với lãi suất vô cùng hấp dẫn. Và số hotline nằm bên góc tay trái màn hình của tất cả mọi người 0909840707. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video clip review những ngôi nhà và những vị trí mảnh đất cần bán sẽ xuất hiện sớm nhất có thể để cho mọi người đầu tư. Vâng, con đường mình đang đi hiện tại đây là tỉnh lộ 915B, đất đỏ Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh. Và nó sẽ trở thành một con đường nhựa sẽ hình thành trong tương lai gần vì đã thỏa thuận giá cả bồi thường mặt bằng chung tại nơi đây. Và vị trí mảnh đất mình cần bán sẽ nằm cách đường chính lộ 915B khoảng là 300m đổ lại. Trên đất hiện tại đang có trồng dừa và đào những cái ao để nuôi tôm. Đường này hiện tại đang là đường đất và sẽ trở thành đường đan vì đã làm đường đan được một khúc rồi, còn một khúc nữa thì chưa làm tới. Và vị trí mảnh đất này là cái khúc chưa làm tới. Sau khi đã làm đường đan rồi thì cái giá sẽ thay đổi, cho nên mình báo trước luôn giá sẽ thay đổi nếu làm đường đan hoàn thiện. Nếu mọi người cảm thấy giá cả hợp lý thì chúng ta hãy gọi ngay số hotline để chốt. Đừng có nhắn tin, vì khi nhắn tin thì có thể rất là dễ bị trôi tin nhắn. Vì YouTube nó sẽ quét cái những tin nhắn nào được xem là spam, cho nên chủ kênh sẽ không thấy và không thấy thì sẽ không trả lời tin nhắn được của mọi người. Nếu thiện chí mua thì hãy liên hệ ngay để chúng ta nhận ngay giá chốt và từ đó ký vào biên bản mua bán nhà đất Trà Vinh. Vâng, trở lại với vị trí mảnh đất cần bán ngày hôm nay. Xin nhắc lại một lần nữa, đất này thuộc Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh, nằm cách tỉnh lộ 915B khoảng 300m độ lại, nằm cách chợ Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh khoảng 1-2km và nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 5km độ lại, cách khu công nghiệp Long Đức, Trà Vinh khoảng 5km độ lại luôn. Và nó có hai mặt tiền, một mặt tiền đan hiện tại khoảng 30 mấy mét và một mặt tiền sông Láng Thé. Mặt tiền sông này là nó khoảng 57-60 mét. Trên đất hiện tại đang trồng dừa và có đào những cái ao như thế này, đây là những cái ao nuôi tôm đó. Và tổng diện tích của mảnh đất cần bán ngày hôm nay là nó khoảng 6 công mấy-7 công. Nếu mình nhớ không lầm là nó khoảng 603 hay là 703 gì đó. Và cái giá là 600 triệu một công khi chưa làm đường đan. Vâng, mình xin nhấn mạnh lại, khi chưa làm đường đan, cái giá của nó là khoảng 600 triệu một công, thương lượng trực tiếp chính chủ. Và khi làm đường đan xong rồi thì cái giá nó sẽ thay đổi một cách chóng mặt. Và hiện tại trên đất này đang có một căn nhà chính giữa, nếu chúng ta mua luôn thì cái diện tích mặt tiền đường đan nó cũng sắp xỉ khoảng 57-60 mét, cộng với cái mặt tiền đường bờ sông ở phía dưới, rất thích hợp cho những ai đang kinh doanh xà lan, cát đá, vân vân và vân vân. Tại vì có mặt tiền sông vô cùng lớn, nó lên tới 57 gần 60 mét mặt tiền đường sông. Hoặc là anh chị em nào có thú vui làm du lịch miệt vườn thì cũng có thể sở hữu vị trí mảnh đất này. Đó. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mình xin nhắc lại một lần nữa, cái giá bán khi chưa làm đường đan là 600 triệu một công, thương lượng nhẹ. Khi đã có đường đan rồi thì cái giá nó sẽ khác. Đất này thuộc Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh, nằm cách tỉnh lộ 915B khoảng 300m đổ lại. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ đi xuống mặt tiền bờ sông cho mọi người tham khảo. Và những ai có đất lâu năm cần bán, có nhà lâu năm cần bán thì hãy liên hệ trực tiếp với mình. Hãy cho mình cái giá cần bán, cái giá cần tiền thì đảm bảo bán nhanh, bán lẹ, bán không một chút
chần chừ gì luôn. Tại vì có những ngôi nhà mà mình vừa mới nhận thôi, mình cảm thấy cái giá hợp lý là mình đã kêu người đầu tư xuống mua rồi. Cho nên những cái căn nhà mà khoảng 300-400 triệu là mình bán rất là nhanh. Nhà còn mới hoặc là nhà cũ gì mình không cần biết, nhưng mà bán rất là lẹ. Hoặc là những vị trí mảnh đất mà giá hợp lý thì chủ người ta mua rất là nhanh gọn lẹ. Vâng, đây là mặt tiền sông nha. Mặt tiền sông rất là rộng luôn. Đó, nguyên một con sông rộng chà bá lửa luôn. Bên kia đối diện á, là đã làm thành cái những cái đường đan rồi. Cái gì không phải là bờ kè sông rồi. Còn bên đây thì chưa có làm. Đó, bên đây thì có tương lai cũng sẽ làm mặt tiền bờ kè sông luôn. Nếu mà làm bờ kè sông thì bờ kè sông nó khoảng là 14 mét. Từ vị trí mảnh đất này đi vô khoảng 14 mét là mặt tiền bờ kè sông. Vâng, và bây giờ mình xin nhắc lại một lần nữa nha. Đất này nó có hai mặt tiền. Nếu mà đường đan làm đi ngang mảnh đất này rồi á thì nó là hai mặt tiền, một mặt tiền đan và một mặt tiền sông. Đã có dự án làm đường đan, làm được phân nửa rồi, chúng ta có thể lên bản đồ vệ tinh chúng ta coi ngay chỗ khu vực tỉnh lộ 915B đường đất đỏ đó, là sẽ thấy được một cái đường đan gần gần khúc giữa đó. Là cái chỗ này là chưa có làm đường đan nè, cho nên cái giá nó là 600 triệu thương lượng trực tiếp chính chủ. Những ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất này thì mọi người nghĩ như thế nào về cái giá 600 triệu một công? Nếu cảm thấy hợp lý, hợp tình, hợp nhãn thì chúng ta hãy chốt ngay khi mà cái giá nó còn hợp lý, cái giá nó còn đầu tư sinh lời. Mình nghĩ thì cái giá nó khoảng tầm 500, 500 mấy thôi là mọi người có thể sở hữu được cái vị trí mảnh đất này rồi. Thì cái tổng diện tích của nó là khoảng 6 công mấy cho tới 7 công đó. Báo để cho mọi người xem cái hướng để chúng ta đầu tư thích hợp nhất. Ví dụ như 600 mà nhân 7 đi, 6 nhân 7 là bao nhiêu? Đó là nó ra được cái số tiền đó. Rồi từ đó chúng ta sẽ có một cái giá hợp lý nhất để chúng ta đầu tư. Nó khoảng rơi vào khoảng 4 tỷ 2. 4 tỷ 2 thì thương lượng đó. Vâng, đây là những cái cây dừa nha. Thì đất thì chúng ta đã có cắm cột mốc hết trơn rồi, chỉ việc mua và dọn vào ở thôi. Vâng, và không còn gì để chia sẻ nữa thì một lần nữa mình xin nhắc lại là đất này sẽ là hai mặt tiền. Nếu làm đường đan đi ngang thì nó là hai mặt tiền, một mặt tiền đan và một mặt tiền sông. Mặt tiền sông nó dao động khoảng 57 mét và mặt tiền đan thì nó cũng tương tự. Mặt tiền đan thì nó khoảng 30 mấy mét thôi, tại vì có một miếng đất chính giữa nó bị dính như đây. Trên đất thì đang trồng dừa và đào những cái ao nuôi tôm. Giá là 600 triệu cho một công thương lượng trực tiếp chính chủ. Tổng của nó là khoảng 6 công mấy, gần 7 công. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Chúc cho mọi người đầu tư sinh lời. Và cảm ơn tất cả những vị khách hàng đã mua và ủng hộ đất trong thời gian vừa qua. Chúc cho mọi người làm ăn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.